Kính chào quý vị khán giả trong chương trình Câu chuyện nghề mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một kiều bào vừa trở về từ chuyến thăm Trường Sa tháng 4 năm 2023, cô Nguyễn Thị Lan Hương, kiều bào Hà Lan, để cùng lắng nghe những chia sẻ của cô về chuyến hải trình ý nghĩa này. Vâng, và xin chào cô Lan Hương, cảm ơn cô đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chào Thùy Trang, xin chào. Được biết cô vừa trở về từ chuyến thăm Trường Sa cùng đoàn kiều bào, và cảm xúc của cô ngay bây giờ như thế nào ạ? Cảm ơn Thùy Trang. Chuyến đi Trường Sa của tôi đã về, nhưng cảm xúc của tôi nó vẫn tươi mới như là cái ngày mà đang ở trên đảo Trường Sa. Cảm xúc đầu tiên của tôi là tôi thấy vô cùng là vinh dự và tự hào được đi cái chuyến đi đảo Trường Sa vừa rồi. Và trên cái lịch trình đi của chúng tôi đã được sắp xếp một cách rất cẩn thận từ ban tổ chức, và sự kết hợp rất là chặt chẽ của quân chủng hải quân làm cho chuyến đi hải trình thực sự là ý nghĩa và không thừa một giây phút nào. Cô có thể chia sẻ một chút, vậy thì tại sao cô lại quyết định tham gia chuyến đi kiều bào đến với Trường Sa năm nay ạ? Tôi rất là ước ao được đi cái chuyến đi Trường Sa từ rất lâu rồi, và năm nay thì tôi đã thực hiện được cái ước mơ cháy bỏng từ xưa đến nay, và tôi đã thực hiện được. Bởi vì tôi thấy rằng là khi mà sống xa tổ quốc thì tình cảm của tôi đối với biển đảo, đối với quê hương, đối với từng nắm đất của tổ quốc nó càng gắn kết và bền chặt hơn. Cho nên đã thôi thúc tôi là đi cái chuyến đi của đảo Trường Sa năm nay. Tôi mong muốn được một lần trải nghiệm, tôi được mắt thấy, tay tai nghe, tay sờ vào từng viên cát và hạt sỏi của những cái vùng biển của đất nước mình. Và ở những cái nơi đảo xa mà rất rất hiếm người có thể làm được, thì tôi mong muốn là đạt được cái điều đấy, và việc đó đã thành hiện thực. Cho nên cái điều đấy là một niềm vinh dự, tự hào trong tôi. Vâng, đúng rồi ạ. Được đặt chân đến vùng đảo thiêng liêng của tổ quốc, đó chính là đảo Trường Sa, thì đấy là một cái niềm vinh dự mà không phải là ai cũng có thể thực hiện được, đúng không ạ? Như vậy cô có thể chia sẻ thêm về cái hải trình năm nay được không ạ? Hải trình năm nay là một cái chương trình mà rất là đặc biệt. Tôi cũng rất là vinh dự được đi trong cái chuyến hải trình này, là chuyến hải trình có những kiều bào của 22 nước tham gia. Trong khi mà đi cái chuyến hải trình đấy được chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng, chúng tôi đã đi qua 4 đảo và một nhà giàn. Thì ở mỗi một đảo, mỗi một nhà giàn thì đều có một cái dấu ấn đặc biệt riêng. Có những cái chung nhưng cũng có những cái rất riêng. Và ở mỗi một nơi đều tạo cho kiều bào nói chung và bản thân tôi có một cảm xúc rất đặc biệt, rất riêng. Và lần đầu tiên trong đời tôi cũng được lênh đênh ở trên biển 36 tiếng đồng hồ để mà đi đến cái đảo đầu tiên. Và từ cái đảo đầu tiên đó, chúng tôi đã bước lên chân lên những cái bậc thang đầu tiên, những cái bước chân lên những cái sỏi đá của đảo đầu tiên. Và chúng tôi đã thấy được gặp các chiến sĩ đảo thực sự. Chúng tôi đã thấy những ngôi chùa ở trên đảo, thì đã thấy rằng là sự gần gũi gắn kết giữa biển đảo và đất liền. Và khi đến nhà giàn thì thực sự mà nói thì tôi cũng thấy một cái sự ngạc nhiên ấy, nó rất là ngạc nhiên. Cái thứ nhất là cái sự kiên cố của cái nhà giàn. Mình cứ nghĩ cái nhà giàn nó nhỏ thôi, nhưng khi tôi lên thì tôi thấy rằng cái nhà giàn khá là vững chắc, và cũng được giới thiệu rằng là nó có thể chịu được những cái cơn bão rất lớn. Nhưng mà tôi cũng ứa nước mắt khi nhìn thấy một cái bảng giàn, một chiến sĩ đã
hy sinh ở đó trong cái quá trình mà thi công cái nhà giàn, có nghĩa rằng là máu của các đồng chí tuy rằng là không súng đạn nhưng cũng đã đổ lên ở những cái lúc mà bảo vệ từng cái hòn, từng cái viên sỏi, viên đá hay là vùng biển của đất nước mình. Khi đến với Trường Sa thì cô đã tham gia những hoạt động như thế nào ạ? Rất là vui khi mà tham gia cái hải trình này thì có rất là nhiều hoạt động. Có những cái hoạt động là chúng tôi đã được sắp xếp bố trí, nhưng có những cái hoạt động là nó xảy ra ngay tại trận. Ví dụ như là những cái gì là bố trí, ví dụ như chúng tôi cũng có thể rằng là được nói trước rằng là tất cả các đoàn nhá, mỗi người phải tập lên một bài hát nhá, hãy cố gắng lên, và nếu không làm được thì hãy roi cùng với các đoàn khác. Có nghĩa rằng là đấy là cái sự chuẩn bị, và chúng tôi cũng chuẩn bị. Chúng tôi không phải là ca sĩ, chúng tôi chỉ là có cái tình yêu thôi, và chúng tôi hát với cái tình yêu. Và đấy là những cái được chuẩn bị. Nhưng có những cái là khi chúng tôi lên trên tàu thì chúng tôi thấy rằng là các chiến sĩ là gấp những cái con chim. Và tôi cũng đã ngồi vào đấy bởi vì tôi rất là thích gấp những cái giấy. Và khi mà thấy các chiến sĩ, và không những thế mà tôi còn gấp nhanh hơn nữa cơ. Và nói, thế thì cô gấp đi. Và tôi đã ngồi say sưa gấp và tạo ra một cái không gian là rất nhiều người cùng chung tay gấp những đàn chim, những cái con chim đấy. Và thậm chí đến khi mà ăn, tôi còn được giao hẳn cả một cái túi giấy màu và để đi vào buồng ăn cũng gấp, vào nhà nghỉ cũng gấp. Và chúng tôi gấp, yêu cầu chỉ khoảng 300 con, chúng tôi gấp có khi phải đến 600 con. Rất rất nhiều. Đấy là những con chim đó sẽ để làm gì, để mà sau đó thì cùng với một bông hoa sẽ làm một cái buổi tưởng niệm và sẽ thả xuống biển cả. Còn nhiều các hoạt động khác nữa, ví dụ như là các chiến sĩ rất vất vả khi mà phục vụ một cái đoàn rất là đông. Thế cho nên là chúng tôi là thường là những cái người giúp đỡ các đồng chí ở trên nhà bếp. Bởi vì với một cái lượng người như thế thì chúng tôi đến này thái rau này, nhặt rau này, rửa chén bát này, rồi cần bưng gì thì bưng, nói chung làm tất cả những cái việc giống như họ. Và đến nỗi mà chỉ cần vắng một buổi thôi, cô ơi cô không đến làm cháu nhớ cô quá, không biết là bạn ấy muốn mình cùng làm hay bạn ấy nhớ mình thật. Nhưng thực sự cái đấy cũng làm cho mình cảm thấy rất chi là hạnh phúc, bởi vì các chiến sĩ chưa quen biết mà đã nhớ đến mình. Vậy thì khi được gặp gỡ và tiếp xúc với các cán bộ chiến sĩ ở đảo Trường Sa thì cảm nhận của cô là như thế nào ạ? Khi được gặp các cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, thứ nhất là tôi thấy họ rất là khỏe mạnh, đẹp trai. Rồi tôi thấy rằng là họ thật là những cái con người rất là dũng cảm, và trông mặt mũi, trông họ rất là hiền từ. Rồi họ, cái cảm xúc của họ là như là một cái người mang một cái sứ mệnh để bảo vệ Tổ quốc, và họ cũng rất tự hào để mà đứng ở trong làm nhiệm vụ để bảo vệ Tổ quốc. Và khi mà tôi nói chuyện với các chiến sĩ thì các chiến sĩ cũng bảo rằng là thời gian chỉ có 1 năm 2 năm thôi cũng rất là ngắn, cho nên là nhưng mà không phải ai cũng được trải nghiệm như vậy. Và khi mà chúng tôi về đất liền, chúng tôi cũng rất nhớ đảo. Thế cho nên đấy là khi mà các cán bộ chiến sĩ ở trên đảo họ còn có cảm xúc như vậy thì chúng tôi cảm thấy nó rất là cái sự yêu quý, kính trọng và biết ơn đối với các cán bộ chiến sĩ ở đảo. Ngày đêm người ta canh giữ cho từng cái chủ quyền của đất nước mà họ vẫn còn yêu đời lạc quan như vậy, cho nên là chúng tôi càng thấy biết ơn hơn. Trong cái chuyến thăm Trường Sa vừa rồi thì sẽ có những cái kỷ niệm đúng không ạ? Thì điều mà cô ấn tượng nhất khi đặt chân đến với vùng đất Trường Sa là như thế nào ạ? Mỗi một khoảnh khắc đều có ấn tượng. Và cái điều mà ấn tượng nhất, tôi cũng không biết để sắp xếp theo thứ tự như thế nào, nhưng tôi có thể chia sẻ được rằng là những khoảnh khắc ấn tượng đó là một thầy chùa đã đứng lên hát một cái bài hát đất nước, mà tiếng hát của thầy chùa chắc là cũng cảm xúc của thầy nó rất là lớn và làm cho tôi cũng ứa nước mắt ra và thấy rằng là cái tình yêu quê hương đất nước nó vô cùng lớn. Rồi những cái bài hát, chúng tôi là những cái người không ca sĩ chuyên nghiệp, chúng tôi cùng với nhau cùng cất lên những tiếng hát để ca ngợi quê hương đất nước, đặc biệt là biển đảo. Và chúng tôi hát lên say sưa cùng với sóng biển trên một cái boong tàu, cùng với sóng biển, cùng với nắng. Và chúng tôi hát
không biết chán và chúng tôi đúng là hát cho nhau nghe. Và khi đó thì tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đối với cả biển đảo, tình yêu đối với cả các chiến sĩ đã từng ngày đêm bảo vệ cái vùng biển của mình rất là lớn lao, rất là mạnh mẽ. Quả thực khi được tham gia vào chuyến hải trình vừa tạo nên một cái sự gắn kết đúng không ạ, giữa kiều bào ta và bộ đội chiến sĩ ở Trường Sa thì sẽ có những cái cảm xúc thực sự rất là khó quên đúng không ạ? Vậy theo cô, những chuyến đi đưa kiều bào về thăm Trường Sa có ý nghĩa như thế nào với người Việt xa quê ạ? Thực sự là những cái chuyến đi của đồng bào xa quê của không phải Hà Lan, tất cả các nước đều ý nghĩa vô cùng lớn. Cái thứ nhất là đối với những người xa quê, người ta đã nhớ quê rồi và người ta cũng luôn luôn hướng về những cái vùng biển đảo, những cái vùng xa xôi chủ quyền của đất nước mình. Cho nên là cái tinh thần của đồng bào ở nước ngoài luôn luôn hướng về biển đảo và họ có một cái tình yêu rất là lớn. Thì khi mà tôi được đi như thế này về mà tôi sẽ kể những cái điều thực, có thực và những cái trải nghiệm thực thì cái tính lan tỏa đối với cộng đồng nó sẽ rất là lớn. Sau khi chuyến đi này về, chúng tôi cũng đang dự kiến rằng sẽ mở cái câu lạc bộ Trường Sa và một số nước đã mở rồi. Chúng tôi sẽ mở câu lạc bộ Trường Sa để mà chia sẻ nhiều hơn, lan tỏa mạnh hơn đối với cả đồng bào xa tổ quốc. Được biết thì ở Hà Lan thì cô cũng đã tích cực tham gia những hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt tại đây đúng không ạ? Vậy thì cô có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Tôi cũng tham gia khá nhiều các cái hoạt động cộng đồng. Hiện giờ tôi cũng là chủ tịch của Hội Phụ Nữ Việt Nam. Thì phụ nữ mình bao giờ cũng là những cái nơi mà dễ lan tỏa. Và cái hoạt động đó cũng rất nhiều các cái hoạt động cũng được ủng hộ của rất nhiều của chị em phụ nữ. Nhưng mà một trong những cái hoạt động mà lặng lẽ tôi đã tham gia rất là nhiều năm. Khi mà chưa có Hội Phụ Nữ hình thành thì tôi đã tham gia cái chương trình dạy tiếng Việt cho các con em của những cái người Việt xa tổ quốc, rồi cả những cái người mà có vợ hoặc chồng là người ngoại quốc yêu mến tiếng Việt và thích muốn được là khi mà về quê vợ là họ có thể nói được cả tiếng Việt, họ cũng rất là thích những chuyện đấy. Và một số những cái trường hợp khác nữa là họ muốn học sâu hơn, cao hơn để mà khi mà về tiếp xúc với cả người Việt Nam, người ta có thể làm việc được một cái gì đơn giản hơn nữa, nhưng mà người ta tiếp xúc một cách thuần thục hơn. Thì tôi đã dạy và lan tỏa cái tiếng Việt rất là nhiều. Qua những cái buổi học như thế, qua những cái dạy như thế, họ cũng đều, những cái người mà khôn lớn rồi, người ta đều mong muốn rằng là được một lần về Việt Nam để trải nghiệm, để dọc theo chiều dài của đất nước đấy, cho để rồi cảm nhận được đấy. Còn các con các cháu thì nó cũng thích ở cái chỗ là về nó nói chuyện với ông bà, nó nói chuyện với gia đình. Chính vì cái điều đó cho nên là tôi cũng cảm nhận thấy rằng là ở đâu có tiếng Việt thì ở đó là quê hương. Cho nên là quê hương dù có đi bất cứ nơi đâu thì có tiếng Việt, có người Việt là quê hương ở đó. Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ, với những cái hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Hà Lan. Vâng, và trở lại với Trường Sa, thưa cô thì cô với chuyến thăm Trường Sa vừa rồi thì đối với cô, Trường Sa trong trái tim cô là gì ạ? Trường Sa đã gắn vào trong trái tim tôi, nó là như máu thịt của tôi. Mỗi khi nói đến Trường Sa thì lòng tôi nó lại dậy lên và tôi cảm thấy tôi yêu quê hương đất nước hơn, tôi yêu từng cái nắm đất hơn, tôi yêu từng cái vùng biển đảo của quê hương đất nước. Và tôi vô cùng tri ân và biết ơn cái sự kiên cường, dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ và cả nhân dân ở các vùng đảo như là đảo Trường Sa. Và tôi cũng vô cùng cảm ơn cái sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ và cả nhân dân ở các vùng đảo. Mỗi một người dân là một cột mốc chủ quyền. Chính vì vậy cho nên chúng tôi vô cùng biết ơn họ, là những cái người mà ngày đêm sống ở đầu sóng ngọn gió để bảo vệ cho đất liền của chúng ta. Vâng, và nếu có thể gửi gắm một lời nhắn đến các cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa thì cô sẽ nói gì ạ? Tôi chúc các đồng chí là sức khỏe, vững lòng
vững tâm, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền của đất nước. Vâng, và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của cô Lan Hương ạ. Cảm ơn Thùy Trang, cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình và sự chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Vâng ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, vậy là thời lượng của chương trình Câu Chuyện Ngày Mới cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.